Trẻ kém tập trung khi học là một hiện tượng khá phổ biến hiện nay. Đây là vấn đề bình thường vì não của trẻ đang trong quá trình phát triển và ghi nhận những hình ảnh, sự vật mới. Bất cứ điều gì không thu hút được trẻ đều dễ dàng bị trẻ bỏ qua và không quan tâm. Có nhiều yếu tố góp phần làm trẻ kém tập trung trong việc học. Có hai yếu tố, một là khách quan là do yếu tố ngoại cảnh, nó ở trong một cái môi trường ồn ào, hoặc là sáng quá, hoặc là tối quá, hoặc là có những cái chi phối, ví dụ như là nó học bài bên cạnh nó chiếu TV chẳng hạn, hay là xe cộ đi lại. Yếu tố thứ hai là yếu tố chủ quan, tức là bản thân nó, thì có thể lúc đó nó cơ thể nó đang không được khỏe, hoặc là nó đang bị ức chế, nghĩa là thí dụ như là nó bị thầy cô la mắng hoặc là bạn bè chế nhạo, thì lúc đó nó không thể tập trung nó học được. Trẻ nhỏ thường khó đáp ứng được yêu cầu phải ngồi hàng giờ để thực hiện một nhiệm vụ gì đó, nhất là với việc học. Tuy nhiên, cha mẹ có thể giúp trẻ thay đổi và cải thiện tình trạng này, như trường hợp của anh em bé Ngô Hoàng Khôi, 11 tuổi, và bé Ngô Hoàng Uyên Phương, 6 tuổi. Hai bé đều là học sinh giỏi và khá năng động, cũng có đôi lúc tính hiếu động làm các bé sao nhãng học hành. Nhưng với sự quan tâm của bố mẹ, cả hai anh em đều thấy yêu thích và hào hứng với việc học hơn. Tối học về thì mẹ con có chỉ cho con vài bài, mà những bài còn con làm được thì không cần hỏi. Có lúc thì con cũng khá lười, nhưng mà mẹ con thuyết phục con là con có thể làm được. Con rất thích học. Hai bé nhà của tôi đó thì thông thường á thì các cái buổi tối thì tôi bày cho các bé học đó, thì thông qua đó là cũng có lồng ghép vô một số cái câu chuyện, hoặc là cái cách dạy của mình là không có nhồi nhét bé, nhưng mà tạo cho bé những cảm thấy rất là vui khi mà học. Thì thông qua có thể là truyện, thông qua có thể là một phần là âm nhạc. Đó, thì chính vì thế là từ từ là các bé nó cảm thấy là không có áp lực khi học. Để hình thành cho trẻ thói quen tập trung vào học tập, cũng như tham gia vào một hoạt động nào đó, phụ huynh cần có những biện pháp tác động nhằm tạo cho trẻ có khả năng lĩnh hội được nhiều hơn. Khi tập trung, con người đạt kết quả cao trong mọi công việc. Vì thế, việc sớm rèn luyện cho trẻ tập trung khi tham gia vào mọi hoạt động là điều hết sức quan trọng. Những số sau đây là 1, 3, 5, 7. Từ số nhỏ nhất 20, 15, 4. Điều đầu tiên phải làm cho nó cảm thấy cái chuyện học là một gì đó vui vẻ. Phải tạo cho nó cái hứng thú đó, cho nó thấy khi học nó có, nó khám phá được nó cái này, nó khám phá được cái kia. Mà muốn cho nó có hứng thú học tập đó, thì mình phải tạo những cái điều kiện, cái bàn học của nó phải mát mẻ, gọn gàng, sạch sẽ. Cái thứ hai là phụ huynh là cái người động viên đó, giúp cho nó thấy con học bài thì con sẽ được bạn bè quan tâm, được thầy cô khen thưởng đó. Và cái thứ ba đó là phụ huynh là cái người dẫn dắt. Nhưng phụ huynh không làm thay cái vai trò giáo viên là ngồi đó dạy kèm nó, lấy cái roi ra hoặc là dùng một cái biện pháp là tạo cái áp lực cho nó. Quan trọng nhất là gì? Phụ huynh phải hiểu con mình nó có cái ưu điểm gì. Thì có những đứa đó, học bài bằng mắt đó, tức là nó có khả năng nhìn tốt thì nó sẽ học bài bằng mắt tốt. Có những đứa nó phải nói ra, học bài nó phải lớn tiếng, tức là học bài bằng tai, để khi mà nó học bài thì mình dùng cái ưu điểm đó để mình khai thác cho nó. Giúp trẻ có hứng thú với học tập không phải là một việc có thể đạt được kết quả ngay, nhưng chỉ cần các bậc cha mẹ kiên nhẫn và chịu khó tìm hiểu các phương pháp để giúp trẻ dần cảm thấy có hứng thú và yêu thích việc học hơn. Mỗi trẻ có sinh lý và nhịp sống khác nhau, vì vậy bố mẹ cần lưu ý con mình thuộc mẫu người nào để xếp đặt giờ học cho phù hợp. Dĩ nhiên điều này chỉ mang tính chất tương đối, nhưng nếu biết và vận dụng được, nó cũng góp phần đem lại hiệu quả cho việc học của trẻ. Trẻ em chậm lớn, còi xương suy dinh dưỡng, thường có thể trạng còi cọc. Thiếu DHA và EPA khiến thị lực của trẻ giảm sút. Thực phẩm chức năng Prevanutin Kids giúp thúc đẩy nhanh chiều cao của trẻ,
DHA và EPA hỗ trợ điều trị cận thị. Thực phẩm chức năng Prevanutin Kids là sự lựa chọn cho bé yêu của bạn. Prevanutin Kids cho đôi mắt sáng, cho dáng thêm cao. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.